Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là hai chiếc mẫu máy Thái Bì mà do bên điện máy Bình Dân chúng em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Đây anh em có nhìn thấy hai chiếc máy Thái Bì, trông nó cũng về ngoại quan thì nó cũng nhìn nó cũng tương tự nhau. Đặc biệt là hai quả lô này và hai quả lô bên này nó là một loại, giống hệt nhau luôn, không có một điểm gì khác luôn. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai chiếc máy Thái Bì quay tay này chính là cái khung. Một bên là khung bằng inox 304 rất là sáng bóng, khung hộp bằng inox. Khung hộp này là dày 1.4 rất là chắc chắn. Tất cả đều là khung inox 304 hết nhé. Tất cả luôn nhé, ở trên dưới đều khung inox. Và bên này là chiếc máy Thái Bì quay tay, khung bằng sắt, sắt V. Con này là V, bên này là V3. V3 đủ rất là dày dặn, rất là chắc chắn, rất là nặng mẹ. Khung sắt và khung inox. Thì cấu tạo của hai chiếc Thái Bì này nó cũng giống hệt nhau, nó đều có hai cái bánh răng ở đây, hai quả lô, hai con ốc hãm bằng bi và hai con ốc chốt, nó đều giống nhau, nó đều như vậy. Bên này cũng thế. Ở bên trong này có hai bóng bi rất là lớn, nó tạo cái độ thêm khi chúng ta quay rất là nhẹ nhàng đấy nhá anh em nhá, rất là nhẹ nhàng, chúng ta hình thấy rất là nhẹ nhàng. Chuyển động giữa hai cái bánh răng, bốn bóng bi nó tạo lên một cái chuyển động rất là tốt. Đặc biệt của lô này thiết kế rất là hay, vân rất là đẹp, rất là sắc. Chúng ta làm cái lô này còn lâu nó mới hỏng nhé, anh em yên tâm. Là con này các hộ kinh doanh để làm các loại nem bì sử dụng rất là tốt và nó rất là an toàn. Công nghệ hiện đại này chúng ta cứ nghĩ là lắp motor và chạy cho nó nhanh cho nó tiện, nhưng thực sự là chúng ta khi chúng ta lắp motor và chạy chiếc máy để Thái Bì này rất là nguy hiểm ấy. Thái bằng tay là an toàn, chậm một chút nhưng nó chắc. Vòng quay của motor nó quay nhanh mà chúng ta kẹp cái tay vào đây thì thôi là mất tay luôn, nó rất là nguy hiểm anh em nhé. Khung bằng inox và khung bằng sắt đều rất chắc chắn, rất là nặng. Con này nó cũng nặng gần 10 cân đấy, gần 10 cân đấy anh em nhé. Máy Thái Bì quay tay, khung inox và khung sắt. Đây là hai dòng rất là hay, rất là thịnh hành trên thị trường này. Quay rất là nhanh, năng suất rất là tốt. Chúng ta luộc bì lên rồi chúng ta cho vào hai, hai rất là nhỏ và rất là đều. Sau đây thì em báo giá luôn giá của hai sản phẩm này nhé. Cái giá trên thị trường hiện nay, chiếc máy Thái Bì khung sắt này bên em đang bán là 1.500.000 đồng và có bao cước vận chuyển về tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán tận nhà. Con này thì là 1.700.000 bao cước vận chuyển và nhận hàng cũng kiểm tra thanh toán tận nhà luôn. Hai dòng máy Thái Bì cái này rất là hữu dụng cho các gia đình làm kinh doanh nhỏ. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại được ghi ở trên màn hình để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm. Xin cảm ơn.